Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI công bố ngày 11 tháng 3 cho biết, nhập khẩu vũ khí của Trung Quốc trong giai đoạn 2019-2023 giảm 44% so với 5 năm trước đó. Đưa nước này đứng ở vị trí thứ 10 trong danh sách những quốc gia nhập khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới. Nga cung cấp 77% nhu cầu của Trung Quốc, bao gồm động cơ máy bay và hệ thống trực thăng, tiếp theo là Pháp với 13% Bất chấp xung đột, Ukraine vẫn là nguồn cung cấp lớn thứ ba của Trung Quốc với 8,2%, cung cấp tua bin khí cho các tàu khu trục và động cơ cho máy bay chiến đấu huấn luyện hạng nhẹ L-15 của Bắc Kinh. SIPRI không cho biết lượng nhập khẩu vũ khí của Trung Quốc từ Nga và Ukraine thay đổi như thế nào sau khi Nga mở kế hoạch quân sự ở Ukraine. Các báo cáo trước đây của viện này cho biết, Ukraine chiếm 5,9% tổng lượng vũ khí nhập khẩu của Trung Quốc trong giai đoạn 2017-2021. Simon Schwezerman, nhà nghiên cứu cấp cao của chương trình chuyển giao vũ khí quốc tế SIPRI, cho biết Nga không thể thay thế Ukraine trong cung cấp một số thiết bị nhất định cho Trung Quốc. Quê Zeman cho biết, Nga không sản xuất các loại tua bin khí hoặc động cơ phản lực cho tàu và máy bay mà Trung Quốc thiết kế. Nga thực sự cũng phụ thuộc vào Ukraine về những động cơ tương tự cho tàu và máy bay huấn luyện chiến đấu của họ. Lý giải về nguyên nhân hoạt động nhập khẩu vũ khí Trung Quốc sụt giảm, báo cáo SIPROI cho biết, do khả năng thiết kế và sản xuất vũ khí của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ngày càng tăng, sự sụt giảm này có thể sẽ nhiều hơn nữa khi nước này phát triển năng lực tự sản xuất ông weseman cho biết trung quốc đã nội địa hóa một số hệ thống trong vài năm qua chẳng hạn như động cơ cho máy bay chiến đấu và vận tải mà họ từng nhập khẩu từ nga và động cơ hàng hải từ ukraine pháp và đức ông weseman cho hay cuối năm ngoái các phiên bản máy bay tàu mới được lắp động cơ trung quốc đã đi vào sản xuất không cần nguồn cung từ nước ngoài Nhìn chung, châu Á và châu Đại Dương chiếm 6 trong tổng số 10 nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong năm 2019-2023, gồm Ấn Độ, Pakistan, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và Trung Quốc. Ấn Độ đứng đầu danh sách với 9,8% lượng vũ khí nhập khẩu toàn cầu, tăng từ mức 9,1% trong năm 2014-2018, phần lớn là do căng thẳng với Pakistan và Trung Quốc. Trong khi đó, Mỹ là nguồn cung cấp vũ khí lớn nhất cho cả Nhật Bản và Hàn Quốc các nước châu Âu gần như tăng gấp đôi lượng vũ khí nhập khẩu trong giai đoạn 2014-2018 và 2019-2023 với hơn 1 phần 2 số vũ khí do Mỹ cung cấp. Đối mặt với mối đe dọa gia tăng do UAV và tên lửa tầm xa của Ukraine, Nga đã hoàn thành việc sản xuất hệ thống nhận dạng mục tiêu tự động INSJ và hệ thống radar Vandai. Việc hoàn thành hệ thống nhận dạng mục tiêu tự động INSA và hệ thống radar Vandai đã được Tổng Giám đốc Hiệp hội Sản xuất và Nghiên cứu Anma Gennady Bendersky thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, trong khi hệ thống nhận dạng mục tiêu tự động hỗ trợ hoạt động cho hệ thống phòng không S-400, thì hệ thống radar Vandai hỗ trợ phát hiện và đối phó với UAV. Ngoài điều này, thông tin về hai hệ thống trên vẫn được giữ bí mật. Tuy nhiên, các bài báo từ truyền thông địa phương của Nga dẫn các tin tình báo nguồn mở cho biết Hệ thống Irynay đã được phát triển cho hệ thống phòng không S500 và có thể làm tăng thêm khả năng cho hệ thống S400. Theo một số bài báo với tầm hoạt động lên tới 600 km và độ cao 100 km, radar Irynay đa chức năng có thể xác định và theo dõi các tên lửa đạn đạo. Bốt chỉ huy sẽ nhận được dữ liệu mục tiêu, sau đó dữ liệu này được truyền cho các bộ phận khác chịu trách nhiệm theo dõi và loại bỏ mục tiêu. Chuyên gia quân sự Vizander Kastaku nhận định, ngoài khả năng giám sát 360 độ, radar còn có khả năng dừng và quan sát theo khu vực để phát hiện các mục tiêu siêu thanh cỡ nhỏ. Hệ thống radar Vandai được thiết kế để xác định và theo dõi mục tiêu với tiết diện radar thấp. Radar đặc biệt này có thể phân biệt các UAV rất nhỏ với các vật thể trên không khác, vốn đóng vai trò cần thiết để ngăn chặn chính xác và vô hiệu hóa chúng. Hệ thống Vandai được đặt trên một phương tiện tự hành ba trục với một phần thân container, các thành phần của tổ hợp này bao gồm một mô radar, một mô đun quang điện tử, một mô kiểm soát và một bảng kiểm soát từ xa, một mô xác định hướng cho các nguồn tín hiệu sóng vô tuyến và một mô đối phó. Nó cũng cung cấp khả năng liên lạc, nguồn cung điện cho chính mình. Thiết bị phát hiện quang điện tử, sóng vô tuyến và radar được kết hợp trong một hệ thống đặt trên phương tiện trên. Radar vận hành cùng lúc với mô đun tìm kiếm hướng tín hiệu vô tuyến để xác định các UAV và người vận hành nó, cũng như xác định các kênh kiểm soát và liên lạc của máy bay không người lái. Thiết bị này dẫn đường camera ảnh nhiệt về phía mục tiêu, mô đun quang điện tử tiến hành theo dõi mục tiêu và đánh giá hiệu quả đối phó. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã khẳng định tầm quan trọng của hệ thống tên lửa đất đối không trong kế hoạch quân sự ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh việc tận dụng cả hai radar này cũng như các hệ thống vũ khí. Ông cho rằng tầm bắn của vũ khí ngang sẽ ngày càng mở rộng. Thông báo trên được đưa ra giữa bối cảnh Ukraine tăng cường tấn công UAV nhằm vào các cơ sở của Nga ở phía sau tiền tuyến, khiến việc tăng cường phòng không của Moscow trở thành một nhiệm vụ cấp bách. Trong chuyến thăm gần đây tới Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant thông báo London sẽ cung cấp cho các lực lượng của Kiev 10.000 UAV. Theo ông Sharp, Anh sẽ triển khai các máy bay không người lái như một phần trong gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 325 triệu bảng. Đa số UAV này là máy bay không người lái FPV, chủ yếu được sử dụng để trinh sát. Theo Bộ Quốc phòng Anh, khoảng 1.000 trong số 10.000 UAV trên là máy bay không người lái tấn công một chiều. Trong một cuộc xung đột ở Ukraine, UAV là công cụ không thể thiếu để tấn công và giám sát, bù đắp cho sự thiếu hụt lực lượng mặt đất của Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo hồi tháng 2 về việc thành lập một lực lượng máy bay không người lái, một sư đoàn mới trong lực lượng vũ trang Ukraine. Trong những tuần đầu của năm 2024, theo Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mikhailo Fedorov, các xe tăng của Nga cũng như các hệ thống phòng không, kho nhiên liệu và một số mục tiêu giá trị cao khác đã bị các đơn vị UAV của Ukraine phá hủy. Các UAV với tầm hoạt động xa hơn hiện được sử dụng để nhắm vào các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, chẳng hạn như các cơ sở hạ tầng có liên quan đến ngành năng lượng và các cơ sở sản xuất quân sự. Thủ tướng Ukraine Denis Simhan cho biết hồi đầu năm 2024 rằng hơn 200 doanh nghiệp tham gia vào sản xuất UAV ở nước này. Các quan chức Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV hoặc hơn vào năm 2024 giữa bối cảnh khả năng công nghiệp tiếp tục tăng lên. Các đối tác của Ukraine cũng tập trung nỗ lực hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột UAV với Nga. Một liên minh quốc tế đang làm việc để cung cấp 1 triệu UAV cho Ukraine vào năm 2025. Với việc kho UAV của Ukraine đang mở rộng, Nga cần mở rộng khả năng phòng không của mình bằng cách tích hợp các hệ thống như Yenisei và Vandai nhằm thúc đẩy khả năng của S-400. Trong bài phát biểu do truyền thông Litva đăng tải, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành kế hoạch quân sự ở các nước vùng Baltic cũng là thành NATO, họ sẽ dũng cảm bảo vệ người dân của mình trước đối thủ vượt trội về cả kinh nghiệm và năng lực. Ông Kuleba cảnh báo, cuối cùng tôi nghĩ NATO sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, hãy nhìn Bắc Mút, hãy nhìn Abdiivka, đây có thể là diện mạo của các nước vùng Baltic sau cuộc giao tranh căng thẳng. Vinius sẽ không còn xinh đẹp nữa. Các thành phố Bắc Mút và Abdiivka ở phía đông Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Moscow giành quyền kiểm soát Bắc Mút vào tháng 5 năm ngoái và lực lượng Kiev rút khỏi Abdiivka vào giữa tháng 2 vừa qua cả hai thành phố này đều đã bị tàn phá bởi những cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng giữa hai bên. Một số quốc gia NATO nằm gần biển Baltic, bao gồm Latvia, Estonia và Litva, sau này cũng giáp với vùng Kaliningrad của Nga. Thụy Điển cũng nằm ven biển Baltic và trở thành thành viên mới nhất của NATO. NATO cũng đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine khi xung đột với Nga Tuy nhiên, Liên minh và các quốc gia thành viên đã nói rõ rằng NATO sẽ không đối đầu trực tiếp với Nga. Theo điều 5 của Hiệp ước NATO, một cuộc tấn công vào một thành viên NATO được coi là tấn công vào tất cả các thành viên còn lại. Ukraine hiện chưa phải thành viên của Liên minh. Vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng không thể loại trừ khả năng đưa quân đội đến chiến đấu ở Ukraine. Sau đó, nhà lãnh đạo Pháp giải thích rằng Pháp không chủ động cân nhắc đến việc đưa quân tới Ukraine. Ông Macron nói, để trả lời câu hỏi về việc điều động quân đội, tôi đã nói rằng không có gì bị loại trừ. Điều này không có nghĩa là chúng tôi đang cân nhắc đến khả năng đưa quân đội Pháp tới Ukraine trong tương lai gần, mà là chúng tôi đang bắt đầu thảo luận và suy nghĩ về những điều có thể tiến hành nhằm ủng hộ cho Ukraine, đặc biệt là trên lãnh thổ Ukraine. Nga cũng lên tiếng cảnh báo rằng nếu phương Tây đưa quân vào Ukraine, đó sẽ bị coi là một lời tuyên chiến với Nga và có thể kéo theo một cuộc xung đột hạt nhân đồng quan điểm với ông Kuleba, phát biểu trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dừng lại nếu Moscow chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông phát biểu như trên sau khi nhận được câu hỏi về việc Quốc hội Mỹ không thể thông qua gói viện trợ quân sự mới trị giá 60 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine. Ông Austin dự đoán, chúng ta biết rằng nếu ông Putin thành công ở Ukraine, ông ấy sẽ không dừng lại, ông Putin sẽ tiếp tục có hành động gây hấn hơn nữa trong khu vực. Trong khi đó, ở trên chiến trường, quân đội Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược và vũ khí, khi Mỹ và châu Âu chưa thể ngay lập tức cung cấp viện trợ cho Kiev. Các quan chức và chỉ huy quân sự Ukraine cho rằng chiến thuật thăm dò các hoạt động tấn công hiện nay của Nga nhằm tận dụng lợi thế chủ động trên chiến trường trước khi mở một đợt tấn công lớn vào mùa xuân này. Maxim Zorin, phó chỉ huy lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine, người từng chiến đấu ở Avdiivka, cho biết những gì đang diễn ra là điều mà Nga đã dành thời gian dài để chuẩn bị. Nga đã tập hợp đủ lực lượng và nguồn lực để gây áp lực lên nhiều trục phòng thủ khác nhau của chúng tôi cùng một lúc. Quân đội Ukraine đang chuẩn bị đạn dược và tìm kiếm cơ hội tấn công lực lượng Nga đang tiến quân, áp dụng cách tiếp cận phòng thủ tích cực nhằm ngăn chặn đối phương có quân số đông hơn và được trang bị tốt hơn.